Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hà Nội Computer. Và trên tay mình hôm nay là một cái đồ rất đặc biệt. Đây là mẫu chiếc Quadro RTX 6000 và tuổi đời của nó thì khoảng tầm 2 năm tuổi rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình có trên tay và giá của nó thì rất là kinh khủng. Tức là ngày trước hồi mới ra mắt giá của nó là 135 triệu đồng cho một chiếc. Và trên tay của mình đang là 22 chiếc. Và bây giờ cái giá nó bị giảm hơn khá là nhiều so với ngày trước, giảm khoảng tầm mấy triệu, bây giờ là còn 131 triệu một cái thôi. Và những cái gì anh em mình biết Quadro ấy, nó không phải là cả cho gaming. Nên là cái phục vụ mục đích chính Quadro ấy, nó dành cho những anh em mà dùng kiểu đồ họa này và dựng hình 3D hơn là những anh em mà muốn chơi game Quadro. Thực sự là nó khá là kém. Và ngày trước mình đã có một cái video về test game cho Quadro rồi. Và cái Quadro RTX 6000 này thì nó lại dùng chung GPU của RTX 2080 Ti. Tức là nó dùng GPU khá là cổ. Tại vì bây giờ hiện tại đã có một dòng mới là dòng Quadro A6000 và giá của nó là 199 triệu. Nó dùng GPU chung với cả 3090. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ test thử nhanh thôi Quadro RTX 6000 này và so sánh thử với chiếc 3090 là một chiếc cạc gaming là có giá là 45 triệu, tức là khoảng tầm bằng một phần ba giá của Quadro này. Thì hiệu năng anh em bỏ ra hơn 100 triệu để sở hữu Quadro RTX 6000 này thì hơn gì so với những chiếc 3090. Thì trước tiên ấy thì mình thử tên là V-Ray. Thì V-Ray là một cái phần mềm render khá là phổ thông, phổ biến vào mình dùng trực tiếp là GPU render. Và ở đây thì mình đã có một cái kết quả trước của cái RTX 3090 để mình so sánh trực tiếp. Đây là mình đang test bench nó khoảng tầm 1 phút. Và các bạn thấy đây, đây là Quadro RTX 6000 và cạc của chúng ta đang chạy xung là 1950 MHz và nhiệt độ nó khoảng tầm 51 52 độ C và tí nữa mình sẽ mở cạc ra thì nó chi tiết hơn về cạc Quadro này và những điểm khác biệt của nó chuyên dụng cho workstation nó khác gì với những cạc gaming bình thường. Rồi. Bây giờ chúng ta đã có điểm số của con RTX 6000 và mình đã có lưu một cái điểm số của con 3090 ở đây. Thì V-Ray của 3090 nếu mà khoảng GPU đó là 771 điểm. Và trên con RTX 6000 này tức là 390 điểm, tức là khoảng tầm kém khoảng tầm một nửa. Tại vì cái vấn đề V-Ray render nó phụ thuộc khá nhiều vào cái phần CUDA Core. Và cái số lượng CUDA Core ở trên con RTX 6000 là chuyên nhỉnh hơn trên 2080 Ti một chút thôi. Và kém khá nhiều so với con số hơn 10.000 CUDA Core trên 3090. Nhưng mà cái điểm mà Quadro mạnh nhất đó chính là trong các phần mềm dựng. Và mình sẽ thử nghiệm nó với cả SpecVPop 2020. Và cái phần test này nó tốn khoảng tầm 30 phút nên là mình có thời gian nhiều hơn để nói về cái chiếc Quadro RTX 6000 này. Rồi đây mình sẽ mở trực tiếp ra. Đã có một con cắm trên máy ấy. Và con này của mình đã con trên tay, mở ra xem nó dễ hơn. Phần test SpecVPop thì nó sẽ tốn thời gian khá là lâu. Và cách đóng hộp của Quadro thì khá là giống chứ các bạn, cái trước Quadro Edition. Thì phụ kiện nó không quá nhiều và mình chỉ tập trung chủ yếu vào con Quadro RTX 6000 này với một con cạc trị giá 130 triệu, tức là nó hơn cái phiên bản cùng chung GPU của nó là 2080 Ti, nó gần gấp 4 lần giá. Và anh em sẽ bị cắt giảm một quạt. Nhưng ngày trước trên con 2080 Ti là cái quạt nối Vega, anh em mình chỉ có một quạt tại lồng sóc của trong Quadro thôi. Và cái việc thiết kế quạt như này nó cũng phù hợp hơn so với việc mà em cắm đến từ 4 đến 8 cạc trong một hệ thống. Thì có thể quạt nó sẽ hút gió trực tiếp từ bên ngoài vào và tẩy ra bên trong, thay vì việc nếu mà để hai quạt phía trước như những mẫu cạc bây giờ thì hút thẳng hơi nóng trực tiếp vào nhau rất là nóng. Và cái dạng tản nhiệt này thì nó sẽ, nếu mà để một cạc thì nóng hơn những cái con tản nhiệt kiểu thổi xuống khá là nhiều. Nhưng mà khi mà để càng nhiều cạc với nhau ấy, thì khi mà có luồng gió đủ mạnh đi vào từ trên những chassis của workstation thì sẽ mát hơn và nó ổn định hơn. Đằng sau chúng ta sẽ có là 24GB RAM, nếu mà mình không nhầm thì 24GB RAM. Và tất cả RAM trên con Quadro này là RAM ICC, tức là RAM có khả năng tự sửa lỗi thay vì dạng RAM thường như là ở trên con những cạc bình thường. Và cái RAM ICC này sẽ rất phù hợp cho các bạn mà các bạn dùng những cái gọi là những cái công việc mà nó cần render rất là nhiều lâu và dài và chẳng may nó bị sập ấy, thì RAM ICC nó cho các bạn một cái gọi là cái độ tin tưởng hơn rất nhiều so với các cái RAM thường. Ở bên cạnh thì như mình đã nói thì cạc này họ cắm chủ yếu trong cái việc tối ưu hóa cho việc cắm nằm ngang và cắm chồng với nhau, xếp chồng với nhau như này. Thế là toàn bộ đầu nguồn của Quadro RTX 6000 sẽ để ở bên tay phải và nó dùng là một đầu 8 pin, một đầu 6 pin và TTP nó là 260 W. Cho một cạc. Và ở đây sẽ có hai cái đầu kết nối. Thì đây là một đầu stereo và đầu sync. Cái đầu sync này thì sẽ là mục đích của Quadro này, phải giúp các bạn xuất hình ảnh trực tiếp lên, ví dụ một cạc là 4 màn, hai cạc là 8 màn và ba cạc 16 màn và tối đa chiếc RTX 6000 cho các bạn xuất là 32 màn, tức là dùng 8 cạc
và 8K của nhân lên khoảng tầm hơn 1 tỷ. Các bạn xuất ra 32 màn và cái khe cắm sinh này để các màn hiển thị cùng một lúc và màn hình rộng. Nhưng nếu các bạn cắm màn bình thường các bạn không thể hiển thị được, gọi là ghép các màn lại với nhau ấy. Và đằng sau này thì thay vì kiểu kết nối bình thường kiểu Type C rồi HDMI rồi DisplayPort thì bây giờ các RTX 6000 chỉ có chúng ta là 4 cổng DisplayPort 1.4 và 1 cổng Type C dành cho Virtual Link. Và cái kết nối này thì các bạn có thể chuyển hoàn toàn sang từ cổng DisplayPort sang các loại khác như HDMI và tùy thuộc vào cái setup của các bạn thôi. Và nhìn chung thì cái thiết kế của RTX 6000 nó toát ra một cái vẻ rất là sang chảnh. Và mình không biết nói thế nào nhưng mà cắm vào máy thì nhìn nó chuyên nghiệp hơn hẳn. Ngoài ra thì cái việc sử dụng Quadro, các bạn sử dụng NVLink để nối các cạc lại với nhau. Và cổng NVLink này bán lại khoảng tầm 1,5 triệu một cái cổng NVLink nối hai cạc với nhau. Cũng rất là bình thường, cũng rất là phổ thông với các bạn, các cái con cạc mà thôi. Một điểm nữa ấy, thì do con GPU này nó thuộc thế hệ là Turing, tức là nó chỉ ngang với cả hai con tổng công ty thôi, nên cái số lượng CUDA của nó là không nhiều khi mà chúng ta chỉ có chúng ta chỉ có là 24GB RAM và 4608 CUDA Core, tức là cao hơn con số 4 cao hơn của hai con tổng công ty một tí thôi. Còn nếu mà so với các cạc bây giờ ấy, ví dụ như là 3090 có đến hơn 10500 CUDA Core, nên là những cái tác vụ mà ăn CUDA Core rất nhiều như là video render các bạn vừa thấy thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với con 6000 này, con 3080, 3090 mới nó CUDA rất là nhiều. Và khi mà để so sánh trực tiếp với cả những 3080, 3090 thì anh em nên suy tính đến những cái mẫu cạc mới như là Quadro A6000, là những nó có đến hơn 10.000 CUDA Core và đấy nó giá 200 triệu, tức là nó gấp 4 lần con 3090 và nó là cái phiên bản cao cấp để thay thế cho chiếc Quadro RTX 6000 này. Và lý do tại sao bây giờ lại mua RTX 6000 thì ngoài cái việc mà tiến điểm benchmark mình sẽ nói các bạn sau, thì cái điểm lý do mà mua RTX 6000 có thể về phần mềm nữa, vì một vài phần mềm hiện tại có phần mềm chuyên dụng người ta làm ra chỉ để dùng cho Quadro RTX 6000 và vì thế chưa update được để chạy lên những cái cạc như là A6000, họ chờ update phần mềm và một cái phần mềm một rất là lâu thì họ sẽ khó để có thể chuyển update những cạc mới. 2000 years later. Vừa rồi thì khoảng tầm 30 phút thì mình đã test xong được cái spec PPUP 2020. Thì đấy là với cái lượng VRAM tương đương giữa 6000 và 3090 và lượng CUDA của 6000 khoảng một nửa 3090 thôi. Nhưng mà kết quả trên spec PPUP các bạn thấy là gần như là bên trái là của RTX 6000 và bên phải là của 3090, và tất cả điểm số của RTX 6000 đều cao hơn khá là nhiều. Ví dụ như trong KTA chúng ta có cao hơn khoảng tầm là 30%, trên Energy là phần mềm chuyên dụng là nó sẽ khoảng tầm là gần như gấp đôi, và trên Maya chẳng hạn sẽ kém một chút, và phần Medical và trên CMN thì nó sẽ là cao hơn rất nhiều. Đặc biệt ở trong cái CMN thì con 3090 chỉ đạt được 27 FPS thôi, mà 27 điểm, mà trong con 36000 này đạt khoảng tầm là 558 điểm, tức nó hơn khoảng tầm vài chục lần. Và bản thân những chiếc Quadro 6000 này anh em nào dùng CMN ấy cũng thấy là nó hỗ trợ cho những cái rất là tốt. Và thực sự thì đối với mình, con 6000 này nó sẽ phù hợp cho các bạn dùng tùy phần mềm. Với một cái giá, các bạn muốn hiệu năng cái giá tốt nhất ấy, thì có thể chiếc RTX mới thì sẽ các bạn một cái hiệu năng chuyển giá thành rất là tốt. Tại vì nhưng mà những chiếc cạc cao cấp như kiểu Quadro 6000 này thì hoặc là cao hơn nữa là A6000 hay là RTX 8000 thì nó sẽ phù hợp hơn với những cái bạn mà các bạn yêu cầu. Thứ nhất đó chính là sự ổn định, khi mà Quadro cho các bạn cái sự ổn định cực kỳ cao, tại vì những cái con GPU tốt nhất, mạnh nhất và ổn định nhất thì đều nằm trên con cạc Quadro chứ không phải nằm trên cạc RTX hay GTX. Tại vì những cái người dùng mà chuyên dụng và bỏ ra một số tiền lớn như này để sở hữu một cái màn hình, cái mà họ cần đó chính là sự ổn định. Và sự ổn định là cái mà Quadro đem đến. Và ngoài ra thì vào những cái phần mềm, tùy thuộc phần mềm thì Quadro cho hiệu năng xử lý rất là cao và mạnh hơn trên các phần mềm mà dùng, nên bạn phải lưu ý là phần mềm các bạn dùng phần mềm gì và để lựa chọn cạc màn hình cho phù hợp. Và thực sự để mua Quadro RTX 6000 hay là A6000 thì phải là một người chịu khó đầu tư và cần và biết mình đang làm cái gì. Còn nếu mà các bạn sinh viên ấy, các bạn mà đang chỉ muốn gọi là cái con máy vừa đủ vừa để chơi game, vừa để gọi là làm việc cơ bản ấy, thì RTX có vẻ là sẽ là ổn định hơn. Còn những Quadro thì đấy, như mình đã nói. Và bây giờ các bạn nghĩ nào về hai con cạc trị giá hơn 130 triệu một con này, cho mình biết trong phần comment nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.